quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng và Tuyết Nha. Thưa quý vị, thi thể quân nhân Kenya thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng đã đến Nairobi. Thi thể 10 quân nhân Kenya thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng vào thứ Năm được đưa về Nairobi thực hiện một buổi lễ sau đó trong ngày. Trước đó, vào thứ Năm, Tổng thống William Ruto thông báo tư lệnh quân đội Kenya, tướng Francis Ogola, nằm trong số 10 người thiệt mạng khi trực thăng quân sự của họ bị rơi ngay sau khi cất cánh. Ông Ruto cho biết máy bay đang đi thăm quân đội được đưa tới phía tây bắc Kenya chống lại nàng trùng cấp gia súc. Chiếc trực thăng đã rơi vài phút sau khi rời trường trung học ở hạt West Pokot. Ông nói hai binh sĩ sống sót sau vụ tai nạn và đang ở bệnh viện, và rằng một đội điều tra được cử đến để tìm hiểu nguyên nhân. Ông Ruto tuyên bố quốc tang 3 ngày từ 19 tháng 4 để tưởng niệm các nạn nhân này. Ông Ogola đã gia nhập quân đội Kenya năm 1984 và trở thành tư lệnh không quân năm 2018. Ông được bổ nhiệm vị trí tư lệnh KDF vào tháng 4 năm ngoái. Tổng thống Ruto từng cáo buộc ông Ogola tham gia âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2022, nhưng vẫn cho rằng ông là người phù hợp nhất để làm tư lệnh của KDF. Tin từ Hoa Kỳ, hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt giữ tại Columbia University ở New York. Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt giữ trong ngày thứ Tư tuần này trong khuôn viên của trường đại học Columbia University, sau khi hiệu trưởng của trường này ủy quyền cho cảnh sát New York giải tỏa khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình phản đối hành động của Israel ở dải Gaza. Hiệu trưởng của trường đại học Columbia là ông Nemer Majori Safik, một người mà một ngày trước đó đã bị đảng Cộng hòa chỉ trích tại phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện về chủ nghĩa bà Do Thái trong khuôn viên của trường, cho biết bà đã ủy quyền cho cảnh sát dọn dẹp hàng chục lều do người biểu tình dựng lên vào ngày thứ Tư. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams thông báo cảnh sát đã thực hiện hơn 108 vụ bắt giữ, đồng thời cho biết thêm không có bạo lực hay thương tích trong vụ gây rối. Ông Adams đã nói thêm, sinh viên có quyền tự do ngôn luận, nhưng không có quyền vi phạm chính sách của trường đại học. Các viên chức cảnh sát cho biết, các vụ bắt giữ có liên quan đến tội xâm phạm trái phép. Về phía của trường Columbia cho hay, đã bắt đầu đình chỉ học tập cho những học sinh tham gia cắm trại, hành động mà nhà trường xem là một cuộc biểu tình trái phép. Viện Hiểu biết về Trung Đông, một nhóm vận động ủng hộ Palestine cho biết ít nhất 3 sinh viên đã nhận được thông báo đình chỉ từ trường Barnard College, một chi nhánh của Columbia, vì họ đã tham gia vào cuộc cắm trại. Olympic Paris 2024 cho biết thực phẩm phục vụ trong Thế vận hội được trồng tại địa phương. Các động viên tại Thế vận hội Olympic mùa hè này sẽ ăn hầu hết những món ăn của Pháp, tập trung vào những sản phẩm hữu cơ và địa phương, cũng như tỷ lệ rau rán sẽ nhiều hơn so với tỷ lệ thịt. Và Carrefour, nhà cung cấp sản phẩm tươi chính thức cho vận động viên tại làng Olympic, đã tổ chức chuyến thăm ngày 18 tháng 4 tới trang trại khoai tây ở Villaron, cách Paris 25 cây số về hướng bắc, một trong những nhà cung cấp cho Thế vận hội. Trong 2 tuần diễn ra Thế vận hội, họ sẽ cung cấp 13 tấn khoai tây cho Paris 2024. Nông dân trồng khoai tây Lionel Plasman đã nói, theo tầm nhìn thực phẩm Paris, thì 1/4 thực phẩm cung cấp cho các vận động viên được sản xuất cách địa điểm thi đấu chưa đầy 250 cây số để giảm lượng khí thải carbon từ việc vận chuyển. Những sản phẩm của Pháp được ưu tiên với mục tiêu 80% được cung cấp sản xuất tại Pháp. Thế vận hội năm nay với mục đích cắt giảm một nửa số lượng sản phẩm động vật sau năm 2021 và bao gồm thực đơn chay, cân bằng trong tất cả những lựa chọn ăn uống. Gần 40.000 bữa ăn sẽ được phân phát tại làng Olympic mỗi ngày. Tin tức liên quan đến Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu vàng miếng, sẵn sàng can thiệp biến động thị trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ thực hiện đấu giá vàng miếng sau hơn một thập kỷ nhằm tìm cách tăng nguồn cung cho thị trường giữa bối cảnh giá vàng tăng cao và tiền đồng mất giá ở mức kỷ lục, và tuyên bố sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá biến động bất lợi. Trích dẫn của truyền thông Việt Nam dẫn lời của đại diện cơ quan này cho biết trong buổi họp báo vào ngày 19 tháng 4. Biện pháp can thiệp mới được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra sau 11 năm kể từ phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào năm 2013, giữa bối cảnh tỷ giá và giá vàng nóng lên. Thông tin ban đầu cho hay sẽ có khoảng 16.800 lượng vàng miếng SJC có sẵn trong kho của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được đem ra đấu thầu với giá tham chiếu đặt cọc là 81.8 triệu đồng cho một lượng. Giá vàng đã lập mức kỷ lục
trong năm nay khi căng thẳng ở vùng Trung Đông và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã củng cố vai trò của kim loại này như một tài sản dự trữ. Tuy nhiên, giá vàng tăng đột biến đã không ngăn cản nhu cầu ở tại Việt Nam, khiến cho mức chênh lệch giá trong nước so với tỷ giá quốc tế lên tới 15 triệu đồng, tức là khoảng 590 đô la mỗi lượng vào đầu năm nay. Hãng Bloomberg đã cho biết như trên. Giá vàng tại Việt Nam đã lên đến mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Giá vàng được giao dịch ở mức 83.8 triệu đồng cho mỗi lượng, tương đương với khoảng 2.744 đô la cho mỗi ounce vào ngày 19 tháng 4. Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp 10 triệu đồng một người một tháng, là diện giàu có. Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp trong năm tài chính 2024. Theo dữ liệu trên trang web của ngân hàng mà Đài Voa Việt ngữ mới xem, nền kinh tế thuộc diện thu nhập trung bình thấp là nơi có tổng thu nhập quốc dân trên đầu người nằm trong khoảng 1.136 Mỹ Kim đến 4.465 Mỹ Kim một năm, được Ngân hàng Thế giới tính toán theo phương pháp họ gọi là Atlas. Để phân loại cho năm tài chính 2024, Ngân hàng Thế giới dùng GNI đầu người của 2022 và việc chia nhóm được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 2023 theo thông lệ hàng năm. Họ cho hay các nước tính về GNI được các nhà kinh tế ngân hàng đưa ra chủ yếu là dựa vào dữ liệu chính thức được các quốc gia này công bố. Trung bình mỗi người Việt Nam có GNI là 4.010 Mỹ Kim vào năm 2022, tăng hơn 18 lần từ mức 220 Mỹ Kim vào năm 1989. Trong hai thập niên tới 2009, Việt Nam vẫn là nước có thu nhập thấp. Từ đó tới nay, Việt Nam có tiến lên một bậc thành nước có thu nhập trung bình thấp. Trong vùng Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6 về GNI đầu người dưới Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, trong khi đứng trên Philippines, Lào, Cambodia và Myanmar. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng là nước láng giềng khổng lồ cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam, với thu nhập trung bình cao với GNI đầu người là 12.850 Mỹ Kim. Sebastian Stewart đối đầu với sóng lớn quái vật. Kính thưa quý vị, Sebastian Stewart đã lướt sóng, có thể là cơn sóng lớn nhất từ trước cho đến nay ở tại Nazaré của Bồ Đào Nha vào đầu mùa giải của năm nay 2024. Vận động viên người Đức đã lướt trên một con sóng khổng lồ đo được cao lên đến 28.57 mét bằng công nghệ máy bay không người lái hiện đại. Nếu chính thức được phê chuẩn vào cuối năm nay, con sóng này sẽ vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại của Stoner là 26.21 mét mà anh đã thiết lập tại Nazaré vào năm 2020. Một nguyên mẫu máy bay không người lái đã được sử dụng để đo sóng nhanh lẹ và chính xác lần đầu tiên trong một đợt sóng thủy triều lớn mà anh Stoner cũng đang sử dụng công nghệ ván lướt sóng mới cho phép anh đạt tốc độ lên tới 100 km trong một giờ so với con số 80 km trong một giờ mà anh có thể đã thực hiện trước đó. Kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý Phật tử cùng đến với chùa Diệu Pháp tại địa chỉ 311 East Mission Road, thành phố San Gabriel vào ngày mai thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, 2024. Đúng 2 giờ chiều sẽ có đàn tràng dược sư để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, gia quyến được bình an, tật bệnh tiêu trừ. Xin mời tất cả quý Phật tử cùng về chùa Diệu Pháp. Một lần nữa, với địa chỉ là 311 East Mission Road, thành phố San Gabriel và số điện thoại liên lạc là 626-614-0566, 626-614-0566, 2 giờ chiều ngày mai 20 tháng 4, 2024 với đàn tràng dược sư. Và kính thưa quý vị, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài, đặc biệt hơn với sự đồng hành của IBC Home Shopping. Mọi chi tiết về các gói sale promotion xin kính mời quý vị liên lạc đến số phone 7148925717 hoặc shopping online mọi lúc mọi nơi tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một buổi tối vô lượng an lạc.